Cô thân ái chào tất cả các em học sinh lớp 3 đã đến với tiết học đầu tiên của môn tiếng Việt. Măng non là chủ điểm đầu tiên của môn tiếng Việt. Em hiểu như thế nào về măng non? À, măng non có nghĩa là măng mới nhú và thường được dùng để nói về lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, hay còn gọi là thế hệ măng non mở đầu chủ điểm măng non sẽ là bài tập đọc Cậu bé thông minh Cô và các em sẽ tìm hiểu xem cậu bé đã làm gì để được mọi người khen là thông minh và tài trí nhé Bây giờ các em mở sách tiếng Việt trang 4 và cùng đọc thầm bài theo cô nhé Cậu bé thông minh Ngày xưa có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng nếu không có thì cả làng phải chịu tội được lệnh vua cả vùng lo sợ chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha cha đưa con lên kinh đô gặp đức vua con sẽ lo được việc này Người cha lấy làm lạ Nói với làng Làng không biết làm thế nào Đành cấp tiền cho hai cha con lên đường Đến trước cung vua Cậu bé kêu khóc om sòm Vua cho gọi vào Hỏi Cậu bé kia sao dám đến đây làm âm ỉ Môn tàu đức vua Cậu bé đáp Bố con mới đẻ em bé Bắt con đi xin sữa cho em còn không xin được liền bị đuổi đi Vua quát Thằng bé này láo Dám đùa với chậm Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được Cậu bé bèn đáp Môn tàu Vậy sao đức vua lại ra lệnh là Cho nàng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng à Vua bật cười Thầm khen cậu bé nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ cậu bé đưa cho sứ giả dạ một chiếc kim khâu nói xin ông về tâu đức vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim vua biết là đã tìm được người giỏi bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài truyện cổ việt nam trong bài có một số từ khó đọc các em cùng luyện đọc theo cô nhé hạ lệnh bình tĩnh om sòm xin sữa bật cười mâm cổ xứ giả sắc trong bài còn có một số câu dài các em cần phải ngắt nghỉ hơi đúng bây giờ các em hãy nghe cô đọc và xem cách ngắt nghỉ hơi nhé ở đoạn 1 có câu Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ Nộp một con gà trống biết đẻ trứng Nếu không có Thì cả làng phải chịu tội Ở đoạn 2 Muôn tâu Vậy sao Đức Vua lại ra lệnh cho làng con Phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ à. Ở đoạn 3 Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Ở đoạn 2, các em có từ om sòm có nghĩa là ầm ĩ, gây náo động, trẫm chỉ đức vua. Ở đoạn 3, chúng ta có từ sứ giả là người được vua phái đi giao thiệp với người khác, với nước khác. Phần tìm hiểu bài, các em lần lượt trả lời các câu hỏi sau. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài? Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua? Để trả lời được hai câu hỏi này, các em sẽ đọc đoạn 1 trong bài nhé. Tiếp theo, các em sẽ đọc đoạn 2 và trả lời các câu hỏi sau. Cậu bé làm thế nào để được gặp nhà vua? Khi được gặp đức vua, cậu bé đã nói với ngài điều gì vô lý? Đức vua đã nói gì khi nghe cậu nói điều vô lý ấy? Và cậu bé đã bình tĩnh đáp lại nhà vua như thế nào? Cuối cùng, các em đọc đoạn 3 và trả lời các câu hỏi. Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì? vì sao cậu bé yêu cầu như vậy sau hai lần thử tài đức vua quyết định như thế nào sau khi trả lời xong các câu hỏi của bài các em cho cô biết chuyện muốn nói lên điều gì à chuyện muốn ca ngợi sự thông minh tài trí của một cậu bé đúng không nào và bây giờ Chúng ta cùng luyện đọc diễn cảm đoạn 2 của bài nhé. Các em lưu ý nhấn giọng ở những từ cô tô đỏ. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào hỏi. Cậu bé kia, sao dám đến đây làm âm ý? Môn tâu đức vua, cậu bé đáp. Bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em còn không xin được liền bị đuổi đi vua quát thằng bé này láo dám đùa với trẫm bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được cậu bé bèn đáp môn tàu vậy sao đức vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ à? vua bật cười thầm khen cậu bé nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa sau phần luyện đọc đoạn 2 là phần kể chuyện theo tranh. Các em hãy dựa vào ba bức tranh của bài và kể lại câu chuyện cậu bé thông minh. Mỗi bức tranh thể hiện một đoạn của bài. Bên cạnh bức tranh là những câu hỏi gợi ý giúp các em kể chuyện dễ dàng hơn. Bức tranh thứ nhất, quân lính đang làm gì? lệnh của đức vua là gì? Khi có lệnh của vua, dân làng có thái độ ra sao? Khi dân làng lo sợ, có ai thay mặt làng đi gặp vua? Để kể đoạn 2, các em sẽ dựa vào hai câu hỏi sau. Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lý? Thái độ của đức vua như thế nào khi nghe điều cậu nói? bức tranh cuối cùng cũng là đoạn kết của câu chuyện lần thử tài thứ hai đức vua yêu cầu cậu bé làm điều gì cậu bé yêu cầu sứ giả dạ điều gì và đức vua quyết định như thế nào sau lần thử tài thứ hai sau bài học em có cảm nghĩ gì về cậu bé trong câu chuyện à cậu bé trong câu chuyện là một cậu bé rất thông minh và tài trí thế còn đức vua trong câu chuyện là người như thế nào à đức vua trong câu chuyện là một ông vua tốt biết trọng dụng người tài nghĩ ra cách hay để tìm được người tài giúp nước về nhà các em tập đọc bài nhiều lần nhớ câu chuyện và tập kể lại theo tranh chuẩn bị bài hai bàn tay em tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe xin chào tạm biệt tất cả các em